Ngọc Thơ kính chào quý vị và các bạn, kính mời các bạn xem bản tin Tài năng của Phạm Nhật Vượng. Ngày 17 tháng 8 trên trang Facebook cá nhân của Lâm Bình Duy Nhiên có bài đánh bóng tên tuổi, bình về tài năng của ông Phạm Nhật Vượng. Tác giả cho rằng nhiều người khen phục và nể Phạm Nhật Vượng, đối với họ Vượng là một thiên tài của cả nhân loại. Tác giả tin rằng Vượng cũng có tài từ buôn bán kinh doanh đủ thứ đến sản xuất mì tôm tại Ukraine mà làm trùm về nhiều lĩnh vực tại Việt Nam, thao túng thị trường để trở thành tỷ phú tiền đô, mấy ai làm được. Hình ảnh status trên trang cá nhân của tác giả Lâm Bình Duy Nhiên. Nhưng tác giả bình luận, cái tài của anh ta chỉ là cái tài của kẻ lưu manh, được thời, có sự bảo kê và đồng thuận của giới chức, cộng sản, mới tạo điều kiện để anh ta thành công như diều gặp gió vơ vét tiền tỷ để làm nên triều đại Vingroup tại Việt Nam tác giả dẫn thông tin từ báo chí trong nước khi họ không ngừng đưa tin về khối tài sản vượt con số 77 tỷ USD đưa Phạm Nhật Vượng, theo ghi nhận của Forbes, trở thành người giàu thứ 16 trên thế giới và thứ hai ở châu Á, cập nhật theo thời gian thực. Theo tác giả, chỉ sau một ngày, giá trị tài sản rồng của Phạm Nhật Vượng đã tăng tới 73,45%, tương ứng với 32,7 tỷ USD. Và tác giả nêu vấn đề liệu có một chiến thuật nào đó tung tiền tỷ để mua cổ phiếu VFS của VinFast nhằm làm tăng giá trị cổ phiếu trong ngày đầu ra mắt ngày 16 tháng 8 năm 2023. Mọi giả thuyết đều có thể xảy ra đối với VinFast và đối với Vượng khi đằng sau là cả một hệ thống mafia đỏ đang hậu thuẫn công ty này. Tác giả mỉa mai, cái gì cũng phải ầm ỉ đi tắt đón đầu và cả treo đầu dê bán thịt chó để đánh bóng thương hiệu của mình. Chỉ 6 năm nhưng xe hơi của Vượng đã muốn vượt mặt những tên tuổi khổng lồ và uy tín khác của thế giới. Tác giả đánh giá khối tài sản kết xù của Vượng vẫn luôn nằm trong tầm ngắm của giới lãnh đạo cao cấp của Việt Nam. Vượng nằm trong tay ai, được ai bảo hộ trong cuộc chiến tranh giành quyền lực trong nội bộ đảng Cộng sản. Cần nhắc lại, Phạm Nhật Vũ, em trai của Vượng, từng lĩnh án 3 năm tù vì tội đưa hối lộ tác giả nhận xét Phạm Nhật Vượng bỏ tiền làm xe, đánh bóng thương hiệu Việt Nam, khơi dậy lòng tự hào dân tộc, bất chấp thủ đoạn kinh doanh không minh bạch. Phải chăng cũng là một hình thức làm vừa lòng chế độ để tránh bị rơi vào cảnh tù tội, tán gia bài sản. Hình ảnh tỷ phú Phạm Nhật Vượng Tác giả cho rằng sự thành công của Phạm Nhật Vượng mang hơi hướng của giới tài phiệt Nga. Sau khi chủ nghĩa cộng sản bị xóa bỏ, Số phận của giới tỷ phú Nga cũng nằm trong tay Putin. Sống hay chết, tất cả đều do ông chủ độc tài của Điện Kremlin quyết định. Số phận của Phạm Nhật Vượng cũng nằm trong tay ông Nguyễn Phú Trọng hay một nhân vật lãnh đạo cao cấp khác mà thôi. Tác giả tiếp tục bình luận, cái tài hay sự lưu manh của Vượng cũng sẽ chỉ là một giới hạn nhất định. Cuộc chơi vẫn tiếp diễn khi sự giới hạn ấy vẫn còn cho phép. Tài sản tiền tỷ USD tăng vọt VinFast vượt hãng này hay hãng kia, Phạm Nhật Vượng có trở thành người giàu thứ mấy trên thế giới, tất cả cũng chỉ đủ mua vui cũng được một vài trống canh. Chỉ vì trong một xã hội độc tài toàn trị, chỉ có một thứ luật pháp duy nhất đó là luật rừng, luật của kẻ mạnh, của kẻ cầm quyền. Đồng quan điểm với bài viết này, Nick Hoàng Văn Đặng viết, những tên tài phiệt bẩn của Việt Nam như Vượng, Quang, Hùng Anh đều sống ở Nga và Đông Âu, chúng đã áp dụng thủ đoạn của bọn tài phiệt mafia nga thời hậu cộng sản biến tài sản quốc gia thành tài sản của cá nhân về việt nam tất cả những tên tỷ phú usd đông âu như vượng và đi cùng với bọn quan chức cao cấp bẩn của đảng cộng sản việt nam cướp đất ở khắp việt nam từ đất bọn chúng đã có nhiều tỷ usd chia nhau chúng đã đẩy hàng triệu người dân việt nam vào cảnh mất đất mất nhà những tên cướp như vượng sớm muộn gì cũng không thoát khỏi sự trừng phạt của trời đất quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của ngọc thơ thời báo d với bản tin tài năng của phạm nhật vượng thời buổi suy thoái kinh tế mặt trận tổ quốc nhắn tin cho dân xin tiền lẻ ngày 16 tháng 8 tác giả song may có bài bình luận về chuyện chính quyền gửi tin nhắn để nhắc nhở và xin tiền dân đăng trên một trang báo quốc tế tiếng Việt. Theo tác giả, từ lúc có đại dịch Covid xuất hiện, dân Việt Nam bắt đầu nhận được những dòng tin nhắn của chính quyền. Trong khoảng thời gian ấy, tin nhắn của chính quyền kể ra cũng có ít, dù chỉ là cấm, nhưng hiện nay không ít những dòng tin ấy thường vô bổ khi dân chúng đang mong chờ những tin nhắn khác như nhận lương từ ngân hàng chẳng hạn. Hình ảnh bài bình luận trên BBC tiếng Việt. Tác giả cho biết dân Sài Gòn lúc thì nhận thông báo từ Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh nhắc nhở thực hiện thủ tục cấp căn cứ công dân gắn chip, hướng dẫn cấp và kích hoạt tài khoản định danh điện tử. Loại tin mà công an khu phố đã thúc dục khiến dân phát mệt. Lúc khác, dân chúng được nhắc nhở đi mua sắm vì Ủy ban triển khai chương trình khuyến mãi tập trung mùa mua sắm Shopping Season trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh. Tác giả liệt kê một loạt tin nhắn có tin từ Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh, có tin từ Bộ Công an, có tin từ Bộ Lao động Thương binh Xã hội mà đa số theo tác giả đều là vô ích và vô nghĩa. Có vẻ hữu ích nhất là tin nhắn của Bộ Thông tin Truyền thông nhắc nhở người dân cảnh giác với thông tin giả mạo lừa đảo trên Internet. Bên cạnh đó, tác giả đề cập đến những tin nhắn kêu gọi ủng hộ tiền từ ủy ban trung ương mặt trận tổ quốc Việt Nam với nội dung kêu gọi ủng hộ làm nhà cho người nghèo của tỉnh Điện Biên nhân kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên. Tác giả đặt câu hỏi, thật là lạ, vì sau 70 năm chiến thắng mà mảnh đất ấy vẫn còn người nghèo. Tác giả nhận xét dân chúng Sài Gòn nếu làm việc trong các công ty nhà nước hàng năm đều phải góp một ngày lương cho mỗi cuộc vận động kiểu này, chưa kể về nhà vẫn phải ủng hộ cho quỹ đoàn thể ở địa phương nay Trung ương còn vận động quyên góp qua tin nhắn đến kèm số tài khoản thì đúng là thời buổi khó khăn, mặt trận tổ quốc phải đi xin tiền lẻ. Tác giả đề cập đến việc cộng đồng mạng đã đem tin nhắn này ra diễu cợt. Facebooker Đoàn Khắc Xuyên, một nhà báo, ngày 12 tháng 7 đặt vấn đề tại sao không bắt bọn tổ chức chuyến bay giải cứu, nhả ra vài trăm tỷ là có thể giải cứu cho đồng bào nghèo điện biên ngay thôi mà, sao không làm? hình ảnh vận động phong trào trên website của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Tài khoản Chí Thanh Nguyễn góp ý chuyển kinh phí xây tượng đài hoặc chuyển kinh phí làm các bản hiệu khu phố văn hóa trên toàn quốc sang kinh phí xây nhà cho dân nghèo, xây trường học là thiết thực hơn. Tác giả dẫn ý kiến của thạc sĩ Nguyễn Khắc Giang thuộc nhóm nghiên cứu của Viện Nghiên cứu Kinh tế và Chính sách cho biết ở Việt Nam chúng ta có mặt trận tổ quốc, có 5 tổ chức chính trị, xã hội, công đoàn, đoàn thanh niên, hội phụ nữ, hội nông dân và hội cựu chiến binh và 28 hội đặc thù gọi chung là các tổ chức quần chúng công. Trong đó, đa số tổ chức này đều có 4 cấp, trung ương, tỉnh, thành phố, huyện, quận và xã, phường. Tính cộng gợp thì tổng chi phí cho các tổ chức quần chúng công hàng năm dao động từ 45,6 đến 68,1 nghìn tỷ đồng tương đương 1 tới 1,7% GDP của cả nước, nhưng hiệu quả hoạt động của nhiều tổ chức trong số này vẫn là câu hỏi lớn chưa có lời đáp. Tác giả cho hay, khi vào trang web chính thức của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xem một vận động phong trào thì thấy, từ giữa tháng 5 năm 2023 đến nay có 4 bài viết nói về dự án làm nhà đại đoàn kết cho hộ nghèo tỉnh Điện Biên hướng tới kỷ niệm 70 năm chiến thắng Điện Biên phủ có nêu cụ thể số hộ gia đình chính sách hộ nghèo cận nghèo và số ngôi nhà cần xây mới sửa chữa tuy nhiên tác giả đọc hết bài cũng như tìm hết các mục trên trang web chẳng thấy mục nào công khai tài chánh tức kê khai mức thu chi của từng dự án tác giả kết luận minh bạch thu chi các khoản quyên góp từ thiện chỉ là điều khoản bắt buộc với dân mà thôi xưa nay chỉ có những doanh nghiệp muốn củng cố mối quan hệ với chính quyền cốt làm được việc thì mới ủng hộ vào cái quỹ của mặt trận tổ quốc mà không cần biết họ dùng tiền đó để làm gì. Có điều kinh tế suy thoái, giờ doanh nghiệp nào cũng nghèo, nên đến lượt dân thường được mặt trận tổ quốc nhắn tin xin tiền. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình cập nhật tin tức của Ngọc Thơ Thời Báo. D với bản tin thời buổi suy thoái kinh tế, mặt trận tổ quốc nhắn tin cho dân xin tiền lẻ. Quý vị và các bạn hãy chia sẻ video này để nhiều người cùng biết cũng như bấm nút đăng ký kênh YouTube và Facebook Thời báo chấm d để được cập nhật những bản tin mới nhất, nhanh nhất và trung thực nhất. Ngọc Thơ Thời báo chấm d